Chuyện xa hơn thôi để tính sau. Vừa nhau thôi không đúng đâu. Dẫn chơi thì chơi là phải chung. Còn em chỉ muốn chấm thôi, không cần quá liều. Em chưa muốn đâm đầu về đâu. Em chưa thiệt tha nghĩ tới chuyện sau này. Dù ba mẹ chờ mong anh biết không, họ muốn có cháu bồng. Chỉ cần ngồi với anh chút thôi được không? Nhìn vào đôi mắt anh thấy sao một thế giới màu hồng. Dù môi đang cách nhau một chút, nhưng mà vì em chưa muốn phiêu dù thích anh hơi nhiều. Baby anh đang đâu thế? Anh ngồi sofa ở tầng duy tần ngay cạnh của cô kế. Với mấy đồng bọn nó rủ dê qua nhà thằng Minh Khai. Không thật cơ mà có hẹn với em. Anh bảo tối nay tao đi sinh nhật đi nhá. Nói thật em đang bối rối khi nghĩ về ai. Công việc dần dở chắc anh phải chiều ông hiểu làm hại. Thích anh hơi nhiều nên em phải nghĩ sao nó vừa tay. Tại vì mỗi giờ thật tham em ở trong tâm trí anh. Chỉ cần ngồi với anh chút thôi được không? Nhìn vào đôi mắt anh thấy sao một thế giới màu hồng. Dù môi đang cách nhau mà vì em chưa muốn phiêu dù thế anh hơi nhiều.